Cô ấy là vi rùa trong nhóm nhạc đình đám nhất hiện nay. Nhóm nhạc Blackpink cũng được coi là một trong số những nữ idol xinh đẹp nhất Hàn Quốc. Thời thực tập sinh đã nổi tiếng vì nhan sắc xinh đẹp của mình. Chưa debut đã được cùng với siêu sao Lee Min Ho đóng quảng cáo. Với nhan sắc xinh đẹp tươi sáng như một chú thỏ, tính cách vui vẻ đầy năng lượng trở thành vũ khí hút fan nhất của cô nàng. Cô ấy chính là Kim Jisoo, một nữ idol với gương mặt diễn viên. Ở YG vẫn luôn truyền tai nhau một câu nói: Kim Jisoo thời chưa là idol đã hoàn thành hết công việc của một thần tượng. Câu nói này có nghĩa là trước khi Jisoo debut đã xuất hiện trong vô số MV, phim truyền hình cùng với quảng cáo. Không những được đóng cùng với siêu sao Lee Min Ho, cô ấy còn có vai cameo đặc biệt bên cạnh tiền bối cùng nhà YG Sandara Park. Một nữ idol nhanh chóng thu hút sự chú ý nhờ vẻ ngoài xinh đẹp, hơn nữa lại là vai đối đầu với IU. Cũng chính vì vậy mà rất nhiều người nghi ngờ Kim Jisoo được sinh ra trong gia đình cao sang vọng tộc, còn có quan hệ thân thiết với YG Entertainment. Nhưng thật ra cô nàng Kim Jisoo sinh năm 1995 này, gia đình không hề ghê gớm như những lời truyền thông nói. Trên kênh Netflix của Blackpink, trong một bộ phim tài liệu được thiết kế riêng, Jisoo đã chia sẻ về gia đình của mình. Cô ấy nói mình sinh ra tại thành phố Gunpo, tỉnh Gyeonggi, Hàn Quốc. Hồi nhỏ gia đình có 7 người, chen chúc trong một căn nhà chật hẹp. Hơn nữa hồi nhỏ bố mẹ cô rất bận, chủ yếu là anh trai và chị gái đã chăm sóc cô, chưa từng thuê giúp việc bao giờ. Nhiều thông tin cho biết bố Jisoo là CEO của công ty giải trí quản lý Mamamoo hoặc của một đài truyền hình nổi tiếng nào đó, nhưng không hề có quyền thao túng đưa Jisoo vào thực tập tại YG. Mà cô ấy có thể có được nhiều cơ hội trước khi debut như vậy, hoàn toàn là do cạnh tranh thị trường. Dù sao trước khi mọi người đều chưa nổi tiếng, nhan sắc xinh đẹp chính là một điểm mạnh cần có. Nhưng mà kỳ lạ là, hồi nhỏ Jisoo hoàn toàn không thấy mình xinh đẹp. Lúc đó vì cô ấy vừa gầy vừa nhỏ, nên bị họ hàng gọi là khỉ. Mọi người còn trêu là nhặt cô ấy từ bên ngoài về, khiến cho Jisoo cảm thấy tự ti và buồn bã suốt một khoảng thời gian dài. Cũng chính vì vậy mà có lần cô từng chia sẻ, nói rằng mình là người xấu và thấp nhất trong gia đình. Sau khi biết chuyện, nhiều fan đã đăng tải những lời động viên khích lệ Jisoo. Trong trường cấp 3, một lần vô tình tham gia câu lạc bộ diễn kịch của trường, từ đó nảy sinh cảm hứng thích thú với sân khấu. Năm 16 tuổi, dưới sự động viên của các bạn học, Jisoo lấy hết dũng khí tới tham gia cuộc thi tuyển chọn hàng năm của YG. Nhờ nhan sắc xinh đẹp, cô ấy đã được chủ tịch của YG Yang Hyun Suk nhìn trúng, chính thức trở thành một thực tập sinh. Năm vừa bước chân vào YG, Jisoo đi xem một buổi concert của tiền bối cùng công ty. Kết quả vì nhan sắc quá xinh đẹp của mình, tại đây cô được một vài nhân viên của SM tiếp cận và ngỏ lời mời gia nhập công ty. Khi đó Jisoo đang là thực tập sinh được YG bồi dưỡng. Bởi vì đã ký hợp đồng bảo mật, cô ấy không thể trực tiếp nói ra tên công ty YG được, chỉ đành nói rất lấy làm tiếc: mình đã ký hợp đồng với công ty khác mất rồi. Xem ra nếu như đẹp quá mà có tội, thì người ta đã bắt Jisoo ra pháp trường từ lâu rồi. Sau 2 năm tập luyện chăm chỉ không ngừng nghỉ, năm 2013 công ty YG chính thức công bố bức hình của Kim Jisoo, nhan sắc xinh đẹp thuần khiết và tươi mới, lập tức thu hút sự chú ý của cộng đồng mạng. Sau đó cô ấy cũng nhờ vào gương mặt này mà nhận được không ít tài nguyên quảng cáo. Nhưng dường như lợi ích mà nhan sắc mang lại cũng chỉ có vậy. Jisoo vẫn chưa chờ được cơ hội được debut. Nhưng trái ngược với vẻ ngoài hiền dịu mềm mại, Kim Jisoo có một trái tim mạnh mẽ. Cô ấy coi khát vọng được debut trở thành động lực để tiến về phía trước. Không ngừng luyện tập vũ đạo ngày đêm, học từng tiết thanh nhạc, cải thiện giọng hát, thức khuya dậy sớm tập đến 3-4 giờ sáng là chuyện bình thường. Dần dần hình tượng của cô ấy ở công ty không chỉ đơn thuần gói gọn bằng hai chữ xinh đẹp, mà là một người chăm chỉ, nỗ lực. Cuối cùng vào tháng 8 năm 2016, cô ấy cùng Jennie, Lisa và Josie thành lập nên nhóm nhạc Blackpink, chính thức debut. Album đầu tiên của bọn họ, Square One Key vừa được ra mắt, giành vị trí quán quân trong bảng xếp hạng album của 14 quốc gia bao gồm Indonesia, Malaysia, Thổ Nhĩ Kỳ, Thái Lan, PP. Ca khúc chủ đề Whistle vừa phát hành được 4 tiếng, đã đứng đầu tất cả các bảng xếp hạng âm nhạc của Hàn Quốc. Nhưng cùng với sự nổi tiếng dần tăng lên, còn có sự nghi ngờ của người ngoài. Blackpink được coi là đi theo phong cách girl crush phá cách, không bị bó buộc. Còn Jisoo nổi tiếng với vẻ đẹp chuẩn truyền thống của Hoa hậu Hàn Quốc. Vì vậy khi mới bắt đầu Jisoo bị cho là không hòa nhập được với phong cách này. Nhưng không ngờ rằng, một bộ phận anti-fan lại dựa vào điều này để lấy làm lý do công kích Jisoo. Không chỉ ngụy tạo những thông tin giả ở trên mạng, còn sử dụng những phần mềm Photoshop ghép mặt cô ấy vào những video đổi bại. Cô ấy học được cách coi những lời công kích đó trở thành động lực, vững tin bước về phía trước. Bây giờ các fan đều không khỏi cảm thán, thực lực của Jisoo quả thực đã tiến bộ rất nhiều. Một anti-fan vô tình bắt gặp Jisoo ở cổng tòa YG. Kết quả khi nhìn thấy người thật liền chuyển sang thành fan luôn. Mặc dù đây chỉ là một câu nói đùa phổ biến trong giới Hàn Quốc, nhưng cũng đã chứng minh được nhan sắc mà nét quyến rũ mê người của cô gái này. Ngọt ngào xinh đẹp như nhan sắc của cô ấy, còn có trái tim của cô ấy. Là chị cả trong một nhóm nhạc, cô ấy lúc nào cũng ân cần quan tâm chăm sóc các em.
thành viên người Thái Lisa trong nhóm từng nói. Khi cô ấy vừa tới Hàn Quốc chưa nói sõi tiếng Hàn. Tính cách lại rụt rè hướng nội. Jisoo nhìn thấy cô ấy lúc nào cũng cô đơn một mình, liền bảo các thực tập sinh khác cùng tới chơi với cô. Còn vì muốn ở bên cạnh cô ấy nên về ký túc xá trước. Cuối cùng nhờ có sự ân cần chăm sóc và giúp đỡ của Jisoo, tiếng Hàn của Lisa tiến bộ rất nhanh. Mấy năm nay khi Jisoo ra mắt, cô ấy chỉ rơi nước mắt trên sân khấu đúng một lần. Bởi vì thành viên Jennie trong nhóm trong buổi diễn tập không may bị bong gân, Jisoo lo lắng vô cùng. Thành viên dâu xì trong nhóm cũng từng nói chị Jisoo lúc nhảy luôn cố gắng hết sức mình nhất, nhưng khi chị ấy tập luyện xong đều không quên nhắc nhở các thành viên khác phải nghỉ ngơi thật tốt. Sự ấm áp quan tâm này không chỉ khiến cho các thành viên cảm thấy rất ấm áp, cũng khiến cho càng nhiều người nhận ra thì ra thứ khiến cho Kim Jisoo càng thêm xinh đẹp chính là trái tim của cô ấy. Vì thế càng nhiều người thích cô gái có vẻ ngoài và trái tim đều vô cùng xinh đẹp này. Tháng 3 năm nay Dior chính thức tuyên bố Kim Jisoo trở thành đại sứ thương hiệu toàn cầu. Cô ấy cũng là đạo sứ mảng beauty của Dior tại Hàn Quốc. Tổng số lượt like bài đăng công bố lên tới 1,8 triệu. Giám đốc sáng tạo bày tỏ rằng mình đã được truyền cảm hứng từ nữ nghệ sĩ Hàn Quốc cho bộ sưu tập Dior Thu năm 2021. Sự yêu thích của giới thời trang không hề khiến cô ấy cảm thấy ngạo mạn, mà vì bước phát triển vững vàng hơn cho sự nghiệp, cô ấy bắt đầu bước chân vào con đường diễn xuất. Gần đây cô ấy đã nhận lời đóng chính cho bộ phim Snowdrop. Mọi người đều đánh giá rất cao tạo hình của cô ấy. Dù sao khi vừa mới ra mắt, Jisoo đã được mọi người tán thưởng là có một khuôn mặt diễn viên tiêu chuẩn. Từng có tin tức nói rằng Kim Jisoo là hậu duệ của hoàng tộc Hàn Quốc, nhưng đối với tôi, cho dù Kim Jisoo có phải thiên kim tiểu thư hay không, cô ấy đã và đang dựa vào thực lực của mình trở thành nữ hoàng trong lòng người hâm mộ.